khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ được phát sóng vào lúc 12:30 từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về con đường âm nhạc của ca sĩ Tống Hạo Nhiên. Xin được giới thiệu với quý vị. Xin chào Thanh Thanh Huyền và xin chào khán giả của chương trình Son Môi Đỏ. Dạ, anh có thể chia sẻ một chút về niềm đam mê âm nhạc của mình đã được bắt đầu từ khi nào không anh? Niềm đam mê âm nhạc của mình là bắt đầu chắc là sau khi mà mình còn ngồi ghế ngay nhà trường, mình tham gia những cái đội nhóm nè, những cái hoạt động văn nghệ của trường. Tuy lúc đó mình học rất dở, nhưng mà rất thích hát. Dạ, khi nào thì anh bắt đầu theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp ạ? Khi mà anh nhớ thời điểm đó chắc khoảng cách đây khoảng 10 năm. 10 năm là thời điểm đó anh còn làm phòng thu. Thì anh nhạc sĩ Yên Lam á, tức là anh chủ phòng thu đó, anh mới bắt đầu là mở công ty để đào tạo ca sĩ. Thì anh nói là bây giờ thay vì kiếm người ngoài để về đào tạo thì thôi mình lấy người nhà của mình, tức là lấy người nhà mình đào tạo luôn, có nền tảng sẵn rồi, anh biết thu âm, anh tự thu âm được, anh tự bè được và tự sáng tác được. Thì bắt đầu anh Lam mới nói là thôi đi, bây giờ anh đầu tư cho em cứ ra những sản phẩm âm nhạc đi, em viết bài gì đó anh sẽ hỗ trợ em phần hòa âm phối khí, rồi anh em mình cùng hợp tác với nhau làm. Là bắt đầu từ đó mới là con đường âm nhạc của anh mới bắt đầu sự nghiệp. Dạ, nhưng mà em có nghe anh nói là trước đó là mình đã làm phòng thu, là cụ thể anh đã làm những công việc gì và anh thấy những cái công việc đó thì nó có hỗ trợ cho ở cái con đường theo đuổi solo ca sĩ chuyên nghiệp không ạ? Khi mà anh bắt đầu vô con đường làm phòng thu á, thì đầu tiên là phải ngồi bấm máy. Tức là khi mà ca sĩ đứng hát thì mình sẽ ngồi đó mình bấm máy cho ca sĩ thu. Thu rồi xong rồi sau đó mình làm được một vài năm rồi, bắt đầu mình có kỹ thuật hơn thì bắt đầu mình ngồi mình chỉnh sửa cái chữ. Bây giờ những cái công nghệ bây giờ nó có thể chỉnh sửa những cái chữ cho mình tốt hơn. Nó hỗ trợ cho mình. Rồi khi mà mình làm có kinh nghiệm hơn nữa thì mình bắt đầu mình sẽ vô học cái phần mix. Mình ra một cái sản phẩm cuối cùng để cho khán giả nghe thì phải qua những nhiều công đoạn đó. Thì thời điểm đó bắt đầu anh học hết tất cả những công đoạn đó. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà những cái công việc mình trải qua khi mình ngồi phòng thu. Thì 4-5 năm trời mình tích lũy được kinh nghiệm. Thứ nhất là khi mà những ca sĩ gạo cội mà họ thu á, họ sẽ có cách xử lý. Khi mà vô phòng thu họ cách xử lý riêng, chỗ đó phải hát, dù mà lên không nổi thì phải xử lý thế nào, hay cái chữ đó nó khó quá, nó bị chắc vần quá, nó bị cưỡng âm quá thì phải xử lý như thế nào. Đó là những điều mà kỹ thuật viên họ sẽ học được trong quá trình đó. Và khi mà mình bắt đầu mình thành thạo rồi thì mình sẽ lên một bậc nữa, tức là mình không còn ngồi bấm máy phòng thu nữa, mình không phải là kỹ thuật viên nữa, mình là trở thành là kiệu viên. Kiệu viên tức là sao? Tức là chỉ người ta hát. Cái kinh nghiệm của mình khi mình thu những ca sĩ lớn á thì mình học được và mình chỉ lại. Đó là mình không phải là thầy dạy thanh nhạc. Mình không phải thầy đồng giám nhạc. Mà mình vẫn nhưng mà mình vẫn chỉ đỡ. Được. Dạ. Kể cả bây giờ tới thời điểm này luôn, kể cả bây giờ anh vẫn còn làm máy phòng thu thì ca sĩ vô thu anh vẫn có thể chỉ những cô chú anh chị lớn tuổi luôn, những bậc tiền bối luôn, anh vẫn có thể chỉ được. Hóa ra thì công việc ở phòng thu cũng là một công việc rất là thú vị. Đúng. Và em thấy phòng thu đông khách thì nó cũng là một công việc ổn định luôn. Thành thử ra khi mà anh quyết định là chuyển hẳn sang làm ca sĩ thì chắc là đó có phải là một quyết định khó khăn không anh? Thật ra thời điểm đó thì mình cũng mê quá, mê đi hát hò quá. Cho nên là mình làm phòng thu 4-5 năm rồi, một cái công việc gì mình làm dài quá, mình cảm thấy như là mình chán, mình hơi chán. Thì mình được đi hát nhiều hơn á, thì bắt đầu mình phải chăm chút vô. Tại vì bây giờ em nghĩ đi, một đêm mình đi hát cho tới nhiều khi tới 1-2 giờ khuya, rồi sáng sớm 8 giờ là mình phải làm công việc phòng thu rồi, mình đâu có đi trễ được. Thì hai cái đó nó không cân đối được với nhau, nó bị đụng thời gian nhiều quá, mình sức khỏe của mình không đủ, thì mình mới gạt cái phòng thu nó qua một bên để mình tập trung mình đi hát nhiều hơn. Được một thời gian rồi bắt đầu mình lại nhớ cái nghề. Khi mình đi thu á, mình nhìn các anh chị mà ngồi bấm máy, tự nhiên mình nhớ. Tự nhiên cái bắt đầu mình nói là thôi bây giờ mình tự làm một cái phòng thu ở nhà, để mình vừa thu cho mình làm sản phẩm cho mình và mình làm sản phẩm cho các bạn đồng nghiệp luôn cũng được. Đó, thì bắt đầu mình sau này anh mới vừa kết hợp vừa làm phòng thu và vừa đi hát. Dạ, tại sao anh lại theo đuổi con đường là bolero nhạc trữ tình? Thật ra thì lúc đầu anh hát nhạc trẻ, anh rất thích hát nhạc trẻ. Những bài bóp ballad anh có thể hát được. Nhưng anh thích, đặc biệt là thích hát nhạc mà buồn, chia ly đồ, sức nước đó, cái sở trường của mình. Rồi xong rồi sau này khi anh kết hợp với một anh biên tập, là anh biên tập Quốc Hưng, thì anh biên tập Quốc Hưng lại chuyên về bolero nhiều.
Thì anh mới nói là thôi bây giờ anh làm một cái bolero album sến cho em, anh bum nó hát về bolero thôi, để em hát thử đi. Thì khi mình hát á, thật sự với em luôn, lúc mà anh nghe cái sản phẩm cuối cùng á, nó dở ơi là dở. Mình cảm giác là mình nghe không hay. Rồi bắt đầu mình nghe sao em hát không hay anh ơi, anh đã nghe được rồi. Bắt đầu tung sản phẩm ra thì có một số lượng cũng rất là đông khán giả lại thích cái kiểu của anh hát như vậy. Tức là nó không quá cầu kỳ vào xử lý, mà nó hơi cứng cứng, mà nó hơi mộc mạc một chút xíu, kiểu như vậy. Thì bắt đầu từ đó là anh mới là anh nói à chắc là mình phải hát theo cái thị hiếu khán giả, mình phải hát theo khán giả thích. Cần hát nhạc trẻ anh có thể hát được, cần hát bolero anh có thể hát được, cần hát thậm chí cải lương anh cũng có thể hát được luôn. Nhưng mà chính vì mình quá biết quá nhiều thứ, cho nên là mình khó khẳng định mình ở đóng khung mình ở một cái ở đâu được. Người ta không nhớ được mình là mình hát bolero hay là hát nhạc trẻ hay là hát chỉ tình, thậm chí cải lương. So với việc đi hát rồi bây giờ là sáng tác, thì anh thích đó là mình nổi tiếng bằng cái giọng hát của mình hơn hay là cái khả năng sáng tác của mình hơn? Thật ra em hỏi câu đó thì anh hơi tham một xíu, tại vì anh thích hết cả hai. Anh thích là cái sản phẩm của mình do chính mình thể hiện và được nhiều khán giả công nhận, hoặc là sáng tác của mình được khán giả công nhận thì sau một khoảng thời gian ca sĩ sử dụng xong, có khoảng thời gian mà cái khoảng thời gian đẹp nhất của ca sĩ là khoảng 2 năm, tại vì bán độc quyền á, thì mình sẽ ra một cái album là những cái sáng tác của mình, những cái sáng tác ca khúc đó của mình và do chính mình sáng tác, mình thể hiện đó, thì mong rằng sẽ được khán giả yêu thích. Có bài hát nào mà anh bán cho ca sĩ mà anh cảm thấy tiếc chưa? Có một bài mà mới đây thôi, tức là bán cho Võ Minh Lâm mua của anh một bài trước, đặt hàng của anh một bài, xong mà anh sau khi anh viết bài đó xong thì lúc mà anh thu xong á, anh mới nói là Tết này anh cũng ra một bài xuân. Tại vì cái bài viết trước cho Lâm cũng là một bài xuân rồi. Thì anh mới nói là thôi Tết này anh ra cũng ra một bài xuân luôn nè. Cái Võ Minh Lâm nói là đâu anh mở em nghe thử coi. Mở nghe xong. Rồi anh mở đi em vô thu luôn. Mở vô thu cái gì lắm, khùng hả, cái bài này của anh. Anh viết cho anh hát chứ không phải là anh bán, họ không có ý định bán nha. Dạ. Anh cho em nghe thử thôi. Nói không, bây giờ em lấy luôn. Bây giờ anh muốn hát thì anh hát đi, em để cho anh ra trước luôn, em vẫn mua bài đó. Rồi ép luôn. Ép luôn. Nhảy vô phòng thu đứng trong cái micro luôn, đứng sẵn trong, anh mở đi em hát luôn. Rồi anh thu luôn. Không, anh nói là không, anh đứng năn nỉ đó, anh nói không Lâm ơi, bài này anh không bán, anh để anh dành hát. Rồi thì cuối cùng mở lên thì cuối cùng nghe xong cũng lấy rồi cũng bán cho Võ Minh Lâm luôn. Dạ trời ơi tiếc quá. Nhưng mà em nghĩ là anh sẽ có thêm những cái bài hát cho riêng mình và là của anh sáng tác. Và em lúc nào cũng thích nghe cái người nhạc sĩ họ tự hát lên ca khúc của mình. Em nghĩ là nó sẽ chân thật nhất, bởi vì họ là người viết ra và họ là cái người thấu hiểu và họ cảm cái bài hát nhiều nhất, đúng không anh? Đúng rồi. Thì có nhiều khi đưa cho một số ca sĩ, tại vì mình không có ngồi đó, mình chỉ cho đúng tâm trạng. Thì nhiều khi các bạn nghe ca sĩ đó không xử lý đúng cái ý đồ của mình, có thể họ sửa cái nốt đó sai, hoặc là có sửa lại cái từ đó, cái lời đó. Có những cái anh chị nhạc sĩ lớn nha, không cho sửa một chữ nào hết, cũng không cho sai được một nốt nào hết. Hồi xưa anh làm bóng máy mình thu anh biết, không cho sai một cái chữ nào hết, và phải hát đúng cái nốt đó. Và cô chú nhạc sĩ đó là ngồi kế bên nghe luôn, nghe sai chỗ nào sửa chỗ đó. Còn cái bài của anh viết á, thường anh hát á, là anh viết là phải có một cái câu chuyện gì đó mà nó đụng vô cái đầu của anh rồi đó, anh mới viết được. Đó là mình phải có một cái ý tưởng. Có một cái ý tưởng gì đó. Nãy giờ nghe anh nói rất là nhiều rồi và em cảm thấy thực sự anh là một người cực kỳ tài năng. Nhưng mà em vẫn rất là muốn được nghe trực tiếp giọng hát của anh. Trời, một anh lần. Bây giờ anh hát cái bài anh biết mới đây nè, của chị Phương Thanh ha. Mình yêu nhau đến khi nào đôi mắt ta mờ, bàn chân ta chẳng thể đi. Mình yêu nhau đến khi xuân hạ thu đông dần lụi tàn. Hẹn nhau câu hứa bên nhau cho đến khi hơi thở dừng ta mới cách xa. Hữu duyên hão mộng xin ai chớ quên tình ái này. Ôi, hay quá. Dạ rất là cảm ơn anh Tống Hạo Nhiên đến đây ngày hôm nay để chia sẻ về cái câu chuyện của mình và còn hát cho Thanh Huyền và quý vị khán giả nghe nữa. Thì em lúc nào cũng mong anh là sẽ giữ cái màu sắc âm nhạc riêng của mình và sẽ có thêm thật là nhiều khán giả yêu mến anh. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12:30 từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.